Có cái đâu có lên đâu mà anh Bằng hôm nay anh này hiền mà nói chứ thật sự thì cái kêu lên nói vài lời thôi. Rồi. Thấy cái avatar của nhóm của anh Bằng đẹp đó, để vậy nó hay hơn đúng không? Mình yêu nước, yêu đảng, yêu yêu những cái chế độ thì mình để những cái avatar này thì ủng hộ. Bây giờ này, tôi nói với lúc đầu ấy, thì tôi đã nói cái Amata, cái nuôi càng đầu tiên của tôi rồi, đúng không? Bây giờ này, bây giờ tôi phân tích lại cho Quy và tất cả các bạn biết cái Amata gọi nuôi càng. Nhá, mọi người gọi tắt là nuôi càng, thì bây giờ tôi nói này. Các bạn thấy không? Tức là ở cái có một cái con người, đúng không? Các bạn thử nhìn hình vẽ đấy, có một con người và sau đó có cái ba que xỏ lá. Tức là một cái người đó là ba que, đúng không? Thì đu cảng lên máy bay, qua đó chúng tôi chế giễu cái người chúng tôi gọi là ba que. Mà ba que thì tôi đã giải thích mà A Quy cũng biết là những kẻ chống cộng cực đoan, đúng chưa? Và những kẻ dân chủ cuội ở trong nước thì tôi gọi tắt là ba que. Ở đây là chúng tôi chỉ đá ba que thôi, chứ còn những cái bà con có tư tưởng chung chung và những bà con Việt kiều mà có cái tấm lòng đối với đất nước, kể cả ở trong cái chính quyền gọi là mình gọi là chính quyền Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, chúng tôi không có đá đấy. Tôi giải thích cho A Quy một lần nữa và giải thích cho tất cả các bạn một lần nữa. Các bạn phải giải thích được cái Amata trước kia, đúng không? Chứ không phải các bạn chỉ nhìn thoáng qua các bạn phán là à cái này là chúng tôi coi như là chửi Việt Nam Cộng hòa. Không có. Không bao giờ chúng tôi chửi Việt Nam Cộng hòa, mà chúng tôi chỉ nói những kẻ chống cộng cực đoan và những bọn dân chủ cuội trong nước. Rồi xin mời A Quy. Không thì đúng rồi, anh Bằng nói đúng, tại vì nhưng mà chiến dịch đó cũng xong rồi thì mọi người cũng nên bỏ qua, thì mọi người Không đúng, có thì quyền trước đúng đúng kia thì chúng tôi tuyên bố là coi như là qua một cái đợt mà chúng nó đòi biểu tình lật đổ cái Đảng Cộng sản Việt Nam vào cái dịp mùng 4 tháng 9 thì chúng tôi sẽ xem xét lại và chúng tôi thay đổi cái Amata, và hiện nay chúng tôi đã thay đổi. Rồi ok. Ok, tốt tốt nó ai kêu thấy hình như đẹp đó, tại vì mình để những cái gì của đất nước mình thì nó tốt hơn đó. Còn mỗi người để sao thì để, cái đâu có ai mà phản biện gì đâu, anh hùng phạm gì đó, thì Không. chuyện để với ta là Thì bây kệ giờ thôi này, đúng không? Thì bây bình giờ thường IQ bây giờ muốn lên này. không, xin lỗi A Quy, tôi lại giải thích cho các bạn một cái lần lần nữa về cái Amata mới. Tức là có hai lá cờ, một lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ Tổ quốc và lá một bên cạnh là một lá cờ Đảng. Tức là những người trong nhóm chúng tôi hiện nay là những người yêu quê hương, yêu đất nước, yêu Tổ quốc và yêu chế độ này dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, đấy là Vậy cái nội dung cái Amata, rồi 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 đấy là nhóm tư của anh tưởng của chúng Bằng tôi. rồi rồi nhóm của anh Bằng có yêu yêu đảng không? Tại vì yêu Tổ quốc là phải yêu đảng đúng không? Tại vì Bên đảng là bên do ta không nắm. bên bên cạnh tôi nói là bên cạnh của tôi là một cái lá cờ Đảng, đúng không? Lá cờ bốn liềm là ba quy Rồi nhận đúng nhận rồi, thấy không? Lá cờ đúng đúng Đảng. đúng đúng Chúng tôi đúng yêu cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thấy Amata này ao biết rồi. Ok. Thì ai kêu chỉ lên chỉ nói một vài vấn đề, tại vì mấy ngày nay nghe xôn xao cái vụ mà anh Bằng bị một nhóm nào đó, thù địch nào đó quýnh sập không quýnh đít có gì đó thì đủ thứ chuyện á, thì không cái chuyện đánh để sập nick thì mọi người ở trên diễn đàn đều, những người nào ở trên diễn đàn này, thậm chí A Quy cũng bị đánh sập rồi, mà có tôi chứ, thấy ai nhiều kêu người bị đúng trên diễn đàn đúng. này bị đánh sập chứ không phải là riêng tôi cả. Cho nên đừng A Quy đừng có nâng cao cái vai trò quan trọng của tôi ra, tôi là một trong coi như 90 mấy triệu Có đâu người dân yêu nước không, thế thôi, chứ đừng ê đề anh Bằng cao nói vậy thôi, chứ đối rồi. với IQ anh Bằng là một con chim đầu đàn, Không nếu không mà không cái không. nhóm của Đấy là cái quan điểm A Quy, DBQ còn á tôi là không. thì IQ quan điểm thôi, IQ mà Đó, thường thường quan IQ điểm. nhìn nhận không có sai, tại vì nếu mà nhóm của DBQ mà không có anh Bằng thì chắc chắn là Không đánh không 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 có không. đầu. Không không Đối không. với IQ nghĩ vậy Đấy thôi, đấy là do A Quy thôi, chứ còn cho tôi thì nên tôi không thí bao giờ dụ nhận. tại tại anh Bằng hiểu không, thí dụ như Bình Dương đứa này kia thì cũng ít có người thích cạp lắm, tại vì anh Bằng là con nhóm cho nên họ muốn muốn đi thẳng vô quýnh thẳng với anh Bằng, quýnh Duy Nguyễn ví Không, dụ như đó, cái ai nhóm kêu của nghĩ tôi vậy. hiện nay gồm có 9 thành viên, 8 thành viên. Ừ. Đấy, thì là 8 thành viên đấy có vai trò như nhau, mà mỗi lần có một ý kiến gì đó, tôi cũng bằng các thành viên kia, không hơn một Thôi tí nào anh cả. Bằng Không không, đúng, ông là nói đúng. đúng, sự theo dõi của IQ biết là anh Bằng là một con chim đầu đàn, chuyện gì phải qua anh Bằng. Anh Bằng ở đây coi có Wow, nó 110 người thì mình nói cho người ta biết cho có gì đâu anh không Bằng. không không, Anh cái Bằng chuyện này tôi nói sự thực. Có cần lúc nào đấy A Quy nếu mà có khả năng liên hệ với tất cả các thành viên đi, xem tôi nói có đúng không. Không bao giờ tôi nói sai cả.
Không, thì đại khái hôm nay thì IQ cũng không có gì thiết mục nhiều, tại vì biết mọi người là lúc nào là dạo này họ mọi người rất là bức xúc với những lời comment của IQ và tham gia diễn đàn này diễn đàn nọ. Và từ khi mà sau khi nói với Vũ sư Hồng Lân, xin lỗi, nói Vũ sư Hồng Lân nhé, con tôi nếu mà Vũ sư Hồng Lân đã nói thế, tôi nói Vũ sư Hồng Lân, con tôi đã định cư ở Mỹ, sống ở đi học ở Mỹ, con tôi học ở châu Âu, học đại học châu Âu, sau đó cháu xin làm việc bên Mỹ và cháu định cư ở Mỹ chứ không phải đi học, học ở bên châu Âu. Tôi nói thế thôi, về cái riêng, chuyện riêng đó. Đúng rồi, có nghe một số anh chị em yêu nước nói là con của anh Bằng đang định cư ở Mỹ, đang học ở Mỹ này nọ, có nghe, ấy kêu có nghe, nhưng mà những chuyện đời tư của gia đình bình thường của anh Bằng ấy kêu không không muốn, nhưng mà mấy chuyện đó mình không nên đưa ra, tại vì nó không có đáng, tại vì mình chả đáng thì bình thường đối với người dân Việt Nam, mình lên đây mình nói chuyện mình đâu cần phải đem chuyện con cái, chuyện này chuyện nọ đời tư ra đâu, có nhiều người, cho nên những cái đó nó không có hay. Phải không? Mình nói chuyện thí dụ như tình hình xã hội của Việt Nam hay là những chuyện gì đó lịch sử cũng được, chứ mình không nên đưa những cái chuyện mà cá nhân gia đình ra. Anh Bằng có đồng ý không? Đối với kêu như vậy đó. Cái chuyện cho tôi biết, nghĩ là nó cũng là bình thường. Không không sao à. Tại vì kêu biết có nhiều cái nó cá nhân lắm, mày kêu không ra, nhưng mà có nhiều người lợi dụng cái chuyện chính trị đi bôi bác những cái chuyện. Đối với kêu có thể mọi người có một cách nhìn khác nhau. Phải không? Nhưng mà gần đây cũng có nhiều cái chuyện lắm anh Bằng, anh IQ không biết tại sao mà IQ vào trong YouTube đó, bấm cái chữ IQ ra đó, quá trời người đưa tên của IQ vô, gì IQ là bao que gì cái gì cái gì bóc mẻ hay là cái gì lộ diện danh tánh gì tùm lum hết, không biết tại sao. Anh Bằng nghĩ sao mà tại sao có cái phong trào mà không chống IQ tôi thì cái chuyện đấy nếu mà người ta sống IQ thì đó là do, có khả năng là do cái cách của IQ, cách sống của IQ ở trên cộng đồng mạng này. Thì nhiều khi mình cũng phải tự nhận cái xét về bản thân mình, mọi người người ta nhìn mình nó tốt hơn là mình tự nhìn vào mình. Đấy mình chỉ nói thế, vậy thôi. Thì đó, nhưng mà thấy nghĩ IQ hồi giờ đâu có xúc phạm ai đâu. Bây giờ hỏi anh Bằng thiệt nè. À, bao tháng năm số tháng này IQ có xúc phạm gì tới Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là xúc phạm tới Đảng, và xúc phạm cái gì mà đã đáng là mọi người phải đi đem những cái bây giờ này nọ lên. Mình có khả năng mình đi đem ra một cái phán đoán là như thế này. Tức là mọi người muốn IQ hơn nữa cơ, nhưng mà IQ không đáp ứng nổi cái nhu cầu của người ta. Ví dụ người ta muốn là có khả năng là các bạn là muốn IQ coi như là có cái tư tưởng có như nó tốt hơn, nghĩ tốt hơn về đất nước Việt Nam, về cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng IQ thì cứ vẫn, theo mình nghĩ như thế, IQ vẫn cứ cái tư tưởng vẫn cứ hướng về cái lá cờ vàng, thấy chưa? Thì mà không phải nói ở cái kênh mình mà có khả năng nói ở nhiều kênh khác nhau nữa thì người ta có cái tư tưởng vậy thôi. Cho nên là đấy là theo mình thôi, chứ cũng không biết có phải hay không. Thì không biết sao, không biết tại sao mọi người dạo này cứ chiếu cố IQ hoài, đại IQ đâu, chơi ngộ quá. Không, có người ở trong nước nói là như thế này, mọi người đang lăng xê cho IQ. Đấy, có một số bạn trong nước. Đấy. Đó, cái này là đây, vô tình mà lăng xê cho một kẻ gọi là không tên tuổi đúng không? Nhưng mà không biết mọi người đang lăng xê lên, tôi không biết là có tăng tên tuổi hay không, nhưng mà cái có khả năng là từ trung bình mà bây giờ trở thành đỉnh cao. Mà trong đó cũng có một số anh em ở trong nhóm D3Q đã lăng xê cho IQ lên. Đấy. 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 Rồi, rồi, ok. Nếu mà nói vậy thì rất là cảm ơn các thành viên của nhóm D3Q đã vô tình mà lăng xê cho một kẻ không có danh tính. Bây giờ thì có khả năng như tôi thì tôi chưa có nói IQ là một kẻ. Nó kẻ nặng quá. Đúng không? Không, nhưng thực sự IQ nhưng cũng... mà bây giờ này mình không phải tuyên truyền cho IQ nhé. Rồi. Không phải là tôi tuyên truyền, nhưng mà tôi nói với IQ này, cái đất nước Việt Nam này, thực tế là ví dụ tôi là người dân bình thường, không phải đảng viên Đảng Cộng sản. Mà từ ngày xưa giờ tôi đi, tôi là kỹ sư hải, mà tôi là kỹ sư điện, tôi đi tàu, tôi chưa lãnh đạo một ai cả. Cho nên từ ngày xưa giờ tôi chưa lãnh đạo ai, thì tôi nói với IQ là như thế này, đất nước Việt Nam hiện nay nói chung là đang phát triển rất là tốt. Đúng, đấy, đúng. Qua những cái số liệu tôi cung cấp, ví dụ như bạn, một cái số, cái bạn vừa rồi bạn lên ấy, bạn ấy nói là bạn Hải Nguyễn ấy, chứ bạn nói là bây giờ coi như là đất nước Việt Nam không phát triển. Nhưng bây giờ ví dụ tôi nghĩ là IQ là một người có học, thì bây giờ tôi mới nói với IQ là muốn phát triển hay không, mình phải nhìn vào cái chỉ số tốc độ phát triển của đất nước đó. Ví dụ Việt Nam năm 2017 thì là tốc độ phát triển là 6,81%, mà thuộc dạng nhá, một trong năm quốc gia hiện nay phát triển nhất thế giới hiện nay, đúng không? Thì mình phải đúng.
những cái gì thực tế thì mình phải công nhận. Mà cái đó mình công nhận là qua cái số liệu đăng hoang của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á, đúng không? Chứ không phải là tôi ngồi tôi phịa được. Chứ còn bây giờ ví dụ như AQ, như AQ nói mà tôi thấy đất nước Việt Nam đâu có phát triển đâu, tôi thấy là đi cũng có một số công nhân cũng khổ quá, người ta ở nhà trọ như thế này thế khác, nghe chưa? Đấy, thì là nói như thế thì nói cả ngày, đúng không? Nhưng mình phải nói, mình phải căn cứ vào cái cảm nhận của ví dụ AQ 2 năm về một lần chẳng hạn, thì AQ thấy mình cảm nhận được cái tốc độ phát triển của đất nước, thì mình phải, hoặc là tôi lấy cái sự phát triển đó tôi cộng với cái số liệu nữa thì ra một cái tổng thể thôi. Chứ bây giờ ví dụ như tôi nói AQ, bây giờ một số người bảo là coi đất nước Việt Nam hiện nay nó tức là nghèo hơn Campuchia, bây giờ mình phải căn cứ vào cái gì mà mình nói là nghèo hơn hoặc giàu hơn, đúng không? Không, những gì anh Bằng nói rất là chính xác, đúng, IQ nhận thức được đúng. Việt Nam đang rất là phát triển và phát triển rất là mạnh mẽ. Tại vì nếu mà nhìn chung đó, trước cái cấm vận đó 1995 thì Việt Nam mình thật sự cái thời không đó IQ cũng ở Việt Nam. Đúng vậy, có nghĩa đúng rồi. Sau khi đã cấp đúng, sau khi mà cấm vận nó mở ra thì tất cả mọi người có điều kiện để làm ăn, thì đại khái là mình thấy hiện nay đúng không? Đa số mọi người có nhà có cửa và nhà lớn nữa, biệt thự xe hơi nó giống như cỡ như anh Bằng, đúng không? Nếu mà ngày xưa mà không có nếu mà không có bỏ cấm vận thì mọi người đâu có cơ hội để làm ăn. Tôi nói thật nhé, tôi nói rất thật với AQ nhé. Ngày xưa tôi ở cái vùng nông thôn của tỉnh Nam Định, không biết là AQ ra chưa, nhưng mà nói chung là một cái nơi mà gọi là tiêu biểu ở cái đồng bằng Bắc Bộ. Cái hồi bé mà nhất là khi tôi học xong lớp 10 cái hệ ngày xưa, tôi chỉ ước ao làm sao sau này tôi được thoát ly khỏi cái vùng nông thôn mà tôi ở một cái thành phố thôi. Ở thành phố cho dù tôi ở cái gầm cầu thang của người nhà người ta cũng được. Đấy là ước mơ của tôi. Nhưng đúng. Chứ bây giờ ví dụ cuộc sống bây giờ thì thực tế tôi cũng không phải nói về riêng tôi, mà rất nhiều người dân Việt Nam nữa, người ta cảm thấy đó cái sự coi như là rất là huy hoàng rồi. Cho nên mình đúng, nói với AQ là như thế này. Tại sao Việt Nam được xếp hạng 5/140 nước về chỉ số hạnh phúc đấy. Tức là người ta bằng lòng với cuộc sống của người ta rồi, đúng không? Đúng, từ đúng, cho nên đây những cái số liệu này đấy, số liệu của quốc tế nhé, chứ không phải là từ đúng, 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 nó mình nhìn mình thấy chứ. Tại vì những cái đất đai mà ngày xưa mà cho dân đồ ở, đúng không? Thì bây giờ mình đã nó gọi là thâu nhập lại để mình có một cái đô thị thành này đó, giống như đất Thủ Thiêm rồi đó anh Bằng. Thì mình theo cái cách phát triển mà hiện đại nay thì mình phải cần những cái đô thị nó rộng rãi, thì đương nhiên nó phát triển rồi, hạ tầng cơ sở đầy đủ. Cho nên cái đó là điều mình thấy chứ. Tất cả những cái này là tiến lên giống như là một cái chủ nghĩa tư bản, chứ không còn là chủ nghĩa cộng sản nữa. Ý kiến nghĩ vậy, tại vì làm ăn phát đạt, mọi người có nhà cao cửa rộng và thoải mái, tự do quá trớn, đúng không? Đúng rồi, bây giờ này tôi nói AQ là nếu mà AQ nói về cái gọi là Việt Nam đang phát triển lên cái kiểu chủ nghĩa tư bản thì nó cũng không hẳn là đúng. Thấy chưa? Mà mình phải nói chính xác là như thế này, tức Việt Nam hiện nay về kinh tế nhé, gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì bây giờ mình hỏi ngược lại AQ, tức là thị trường phát triển kinh tế theo cái đường hướng thị trường xã hội chủ nghĩa, theo định hướng xã hội chủ nghĩa là như thế nào, thì AQ có hiểu được điều đó? Đối với AQ nếu mình sai thì nói nha, tại vì AQ không được rồi, AQ cứ nhận cái thị trường của mình. Ok, có nghĩa là tất cả mọi chuyện đều do đảng quyết định, có nghĩa là mình có thể làm bất cứ, mình có thể làm chủ. Đừng nói đảng, đảng là người quản lý. Không phải. AQ nói là đảng là sai rồi. Đảng gọi là mới hướng dẫn. Tôi nói AQ nhé. Đảng lãnh đạo, nhưng mà chỉ nói về cái tinh thần, tức là cái vấn đề vĩ mô của những cái theo cái đường hướng vĩ mô của nền kinh tế thôi. Nhưng bây giờ ví dụ này, AQ nói tức là đừng có dính đảng vào đây. Bây giờ ví dụ chính phủ nhà nước còn được. Rồi chính phủ nhà nước, AQ đồng ý, chính phủ nhà nước là người đang cầm quyền, nhà cầm quyền, nhưng đằng sau nhà cầm quyền là một cái bộ máy chính quyền ngầm, có nghĩa là đảng là họ là người phải nói là chăm sóc và bảo vệ cho cái chính quyền, đúng chưa? Bây giờ này AQ sai không? Không, nói chung là gọi là sai hoàn toàn không phải, nhưng mà nó cũng là sai. Nhưng mà bây giờ nếu AQ không ấy thì mình giải thích là như thế này. Ok rồi. Tức là phát triển kinh tế theo nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là như thế này. Tức là bây giờ nhá, Việt Nam cho
phát triển, gọi kinh tế từ các thành phần kinh tế đều phát triển, mà trong đó có cái sự định hướng của nhà nước, đúng không? Tức là rồi, bây giờ mới lấy những cái doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo để mà dẫn dắt những nền kinh tế khác. Đấy, rồi, tức rồi, là bây giờ theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa là như thế. Rồi, EQ chưa hỏi, chưa hiểu cái chỗ này nè anh Bằng. Rồi. Cái từ định hướng có nghĩa là gì? Thí dụ như đảng là một một cái nhóm nào đó khác với lại chính phủ, phải không? Nhà nước. Không, nhóm đó định hướng có nghĩa là sao? Không nói. Định hướng đấy là mình hiện nay mình nói nền kinh tế, mình chưa nói về chính trị. Không, đừng có dính chính trị vào đây. Hiện nay nó chỉ gọi là mình nói kinh tế rồi. Tức là định hướng em ví dụ như doanh nghiệp nhà nước lấy một số ngành doanh nghiệp mũi nhọn, đúng không? Để mình định hướng theo, tức là nó dẫn dắt cái thị trường theo cái những cái mà gọi những doanh nghiệp nhà nước đó nó hướng, đúng không? Tức là nó cũng phải, tức là thị trường, nhưng mà nó cũng phải trong một cái quy củ nào đấy, chứ nó không thể bung bét ra được, hiểu không? Đấy. Tức là có một định hướng rõ ràng. Chứ đừng có nói về một nhóm đảng, đừng có dính đảng vào đây. AQ, nếu mà dính đảng vào đây là AQ đã gọi là đã dẫn dắt. Không phải, anh Bằng, tại vì EQ không có hiểu rõ về cái tam quyền phân lập ở Việt Nam nó khác với lại những cái nước tư bản khác. Tại vì tuy là nhà cầm quyền, đúng không? Có nghĩa là nhà nước, có nghĩa là chủ tịch và thủ tướng. Đó, thì là lo. Nhưng mà ở đằng sau thì có tổng bí thư. Tổng bí thư có nhiệm vụ là định hướng, không? Mọi người mới nói là cái nhiệm vụ của đảng là định hướng. Thì định hướng ở đây có định phải hướng là chỉ mọi bảo mặt. Và không phải chỉ bảo. Tức là cái hướng này là ví dụ là một con đường, ví dụ đi thẳng như thế này, thì nói chung là ví dụ một cái đi chạch một cái thì nó phải hướng lại đi theo một con đường mà đã chỉ vạch ra sẵn đấy, đúng không? Chứ không phải là có không như không là, có nghĩa là định hướng sâu, định hướng là sao? Thí dụ như định hướng là sao? Thí dụ như thấy thủ tướng hay là chủ tịch không, nước gì đó hành tôi thủ bây không giờ sao, tôi sao nói đi, với quý nhá, ví dụ một con đường này, ví dụ từ Sài Gòn mà đi Vũng Tàu chẳng hạn là phải đi có con đường cao tốc đến Long Thành, đúng không? Nhưng mà ví dụ khi phát triển nền kinh tế nhà ông mà đi chạch hướng, ông không đi đường cao tốc mà ông đi chạch hướng cái đường cao tốc đó, thì nói chung là ví dụ đảng phải nắm lại để cho anh đi đúng con đường mà người ta vạch ra, đúng không? Rồi ok, thì bây giờ EQ cho cái ví dụ này đúng không nhỉ? Thí dụ như trong nước có một số nhân vật cao cấp lãnh đạo muốn nghiêng về phía bên Tây phương một chút, như Mỹ một chút, làm ăn ký giấy tờ với Mỹ một chút, thì khi mà đảng nhìn thấy như vậy đó, thấy cái hướng đi nó hơi lệch, tại vì mình làm vậy thì sẽ mất lòng thằng Trung Quốc, thì đảng có biện pháp gì? Thì hiện nay như vậy. Tôi nói với AQ, đấy là AQ giả sử. Đấy là giả sử. Không. Nhưng mà thực tế là như thế này. Hiện nay Việt Nam không có ngả theo thằng nào cả. Cứ cái quyền lợi quốc gia của Việt Nam mà được đảm bảo, mà ok, mà có lợi cho dân cho nước là Việt Nam thực hiện. Chứ hiện nay Việt Nam không ngả theo Trung Quốc mà cũng không ngả theo Mỹ. Đơn cử, ví dụ về cái vấn đề chính trị mình nói AQ, ví dụ cái cảng Cam Ranh chẳng hạn. Đúng không? Bây giờ thằng Mỹ cũng rất là muốn thuê, nhưng Việt Nam không cho thuê. Sợ mất lòng Trung Quốc, mà thằng Trung Quốc muốn cho thuê. Nghe chưa? Thì Việt Nam cũng không cho thuê. Hiện nay tất cả những tàu bè ở ngoài ấy, ví dụ kể cả tàu Mỹ, tàu Anh, tàu Pháp, tàu Trung Quốc có hỏng hóc hoặc là có vấn đề gì cấp hậu cần nọ kia, vì vấn đề hậu cần vào cảng Cam Ranh, thì nói chung là cảng Cam Ranh sẽ làm những vấn đề hậu cần nọ kia tất cả thứ, chứ còn không cho một nước nào thuê. Tức là Việt Nam hiện nay là một đất nước độc lập, tự chủ, tự cường, không ngả theo, không theo một nước nào đó để chống lại một nước khác, không theo Mỹ để chống lại Trung Quốc, và cũng không theo Trung Quốc để chống lại nước Mỹ. Đấy là cái quan điểm nhất quán của đảng và nhà nước Việt Nam. Thì theo ý EQ muốn hỏi chính xác chút là anh Bằng chưa có trả lời chính xác. Ví dụ như cái từ định hướng, thí dụ như mình thấy những cái việc gì đó nó hơi ngã qua một bên quá, như là anh Bằng nói là không nên ngã, nhưng mà mình thấy thí dụ như một số người đi, một số tướng muốn làm ăn với Mỹ, mua những cái vũ khí của Mỹ nhiều hơn, thì đảng làm gì? Theo cái cách định hướng thì đảng là nên làm gì? Kêu họ vào, để kêu kêu họ vào một cái cuộc họp báo cho họ biết, không nên làm vậy. Định hướng nghĩa là sao? Có nghĩa là cho họ một bài học hay là chỉ bảo cho họ là không nên làm vậy? Không, cái từ định tôi nói hướng bây đó giờ nghĩa là sao? Anh Bằng hiểu không? Ví dụ như này, thực tế là bây giờ mua vũ khí của Mỹ thấy rẻ mà thấy tốt, ok thì mình mua. Mua vũ khí của Nga thấy rẻ mà có tốt thì là mình mua. Chứ ví dụ mua của Trung Quốc, vũ khí Trung Quốc không đảm bảo cho vấn đề chiến lược, chiến thuật của Việt Nam thì mình không mua, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ các tướng lĩnh kia chẳng hạn muốn mua của Mỹ, ok, thấy ví dụ mình tính về kinh tế, tính về cái chiến lược phòng thủ chẳng hạn của quân đội nhân dân Việt Nam
thì ok là mua chứ chẳng có một cái vấn đề gì hết. Chứ AQ đừng có nói là hiện nay ngả theo nào, các tướng lĩnh cũng chẳng ngả theo ý. Thì hiện đấy là rồi. Hồi nãy anh Bằng nói thì AQ hiểu rồi, chứ nghĩa là không nên ngả, vì là đúng làm ăn là đối tác cả Trung Quốc và cả Mỹ và cả nước Nhật Bản, đúng. Rồi AQ chấp nhận, nhưng EQ muốn hỏi là cái từ nghĩa định hướng của anh nói đó. Định hướng có nghĩa là nó bao gồm rất là nhiều, đúng không? Định hướng có nghĩa là gì? Mình đưa ra những cái quy trình, những cái pháp luật, những cái luật lệ, anh không nên làm này làm này. Hay là định hướng có bộ răng đe, nghĩa là anh nếu anh làm thì anh phải không. Hiểu nghĩ vậy, cái nào sai thì ví dụ nói. Mình đi định hướng mình phải chỉnh lại chứ không phải phạm tội gì cả. Ví dụ là cái đường tôi đi từ đây đến Long Thành mà phải đi đường cao tốc, bây giờ nhưng mà có một ông kẹo một tí thì coi như mình phải chỉnh lại đấy, bảo bây giờ cái tức là cái đường lối của mình là mình phải đi đường cao tốc chứ không được đi lệch ra xuống ruộng hoặc đi đường khác chẳng hạn, thì mình chỉnh lại chứ chuyện đấy nó không phải có tội có tung gì cả. Chứ không có phạt, không có gì hết à? Không, làm gì có phạt. Rồi phạt thì phạt, phạt mà vào pháp luật thì là bị phạt. Không biết là anh Bằng ở Việt Nam, anh Bằng có nghe một cái câu này không, ai kêu nghe một cái cấp cao lãnh đạo của Việt Nam họ nói một câu như vậy: nếu người dân phạm tội thì sẽ bị xử phạt. Còn nếu mà một người lãnh đạo mà có phạm tội thì nên kiểm điểm và sửa sai chứ bây giờ không này, có phạt. Bây giờ cái tôi đó nói cái với câu đó cái nghe không? Không, bây giờ này tôi trả lời với AQ một câu này nữa và AQ nhường diễn đàn cho người khác. Rồi. Thứ nhất, ở Việt Nam có một cái câu như này: pháp luật bình đẳng với mọi người dân. Nghe không? Tức là mọi người ở trong đất nước Việt Nam này, kể cả những đã gọi là những người trong đất nước Việt Nam này, kể cả từ cán bộ cho đến nhân dân, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật nhé. Tức là AQ nghe thấy cái từ ở Việt Nam, tất cả mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật. Người dân thì gồm những ai? Đúng. Gồm những người dân bình thường như tôi và những cái ông trung tướng vừa rồi, đúng không? Cựu Phan Văn Vĩnh, cựu coi như là tổng cục trưởng, tổng cục cảnh sát, hoặc Đinh La Thăng, hoặc tất cả những tướng lĩnh vừa rồi, hoặc các nhà doanh nghiệp, những người nào phạm tội đều bị xử hết, và những người nhân dân đều bị xử hết. Đấy, tôi nói về tất cả mọi người dân có một, tôi chốt lại một câu nhé: tất cả mọi người dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, có vậy thôi. Ai bị thì cũng xử. Nhưng có một cái này tôi nói nhé, bây giờ ví dụ như tôi là người dân bình thường, tôi cũng chưa đóng góp gì đất nước cả, đúng không? Nhưng ở Việt Nam có như ví dụ như hạn tù từ, tại sao người ta có hạn tù từ ví dụ như từ 4 cho đến 10 năm chẳng hạn, đúng không? Thì ví dụ như ông này, ví dụ tôi không có công gì đất nước thì tôi bị xử đúng 10 năm, không có một cái tình tiết giảm nhẹ tội gì cả. Nhưng mà ví dụ có một ông, ví dụ ông đã là trung tướng, ông ấy bị xử phạt cái tội của ông nhé, đúng theo điều ông tội 10 năm. Nhưng ví dụ như trong quá trình từ trưởng thành, ông đã có cống hiến cho Tổ quốc, ông được bao nhiêu huân chương huy chương nọ kia tất cả thứ, thì ngay cái căn cứ vào cái một số năm sẽ chốt một số vấn đề ở đây, còn một số người muốn lên nữa. Một phút thôi nha, AQ chốt lại như vậy. Okay. Thì rất là hôm nay là rất là cảm ơn anh Bằng là đã cho AQ lên, và một thời gian là coi như là mọi người có vẻ là không thích AQ lên tham diễn đàn, nhưng mà hôm nay thì anh Bằng đã làm được điều đó thì rất là cảm ơn. Mong các anh chị đó, bình thường nói là bình thường này. Đúng, mình AQ lên nói chuyện vẫn là bình thường. Theo quy định của chủ nhà muốn AQ nói chuyện gì thì AQ nói chuyện đó, và xuyên tạc làm sao nếu mà có đụng chạm tới một ai đó, chủ tịch hay là bất cứ một người, thì chủ nhà cho xuống. Cho nên các anh chị đừng có bức xúc trước khi chưa được nghe AQ trình bày, thì đừng có cho AQ là thế này thế nọ. Thì mong mọi người hãy hiểu và nhớ một điều, có lúc hồi nãy anh Bằng nói là hiện nay Việt Nam gọi là rất là công bằng và bình đẳng, thì đúng, tại vì đó là câu châm ngôn của Hồ Chủ tịch đã nói ra ngày 2 tháng 9 năm 1945: tất cả mọi con người sinh ra là được quyền bình đẳng, được cái quyền bình đẳng đó. Cho nên mọi người hãy lấy câu châm ngôn đó mà mình áp dụng, vì cái đó là cái nguyện vọng của Hồ Chủ tịch trước khi ngài ra đi. Thì AQ muốn nói như vậy, cho nên mọi người đừng có vẻ như là cái cách mà AQ nghĩ là hận thù mà dai dẳng mà kiểu mà hận thù cá nhân đó, mọi người hãy bỏ qua đi, hãy vì đất nước. Rồi bây giờ này, hương, cái gì rồi nói đi. Thôi rồi, bây giờ AQ nói như thế thì nói chung mọi người cũng hiểu rồi, nhưng bây giờ mình riêng mình đấy, đây là mình đề nghị cá nhân nhé.
Ví dụ có một Rồi. số bạn ấy, bạn kêu ca là AQ lốc các bạn nhiều quá. Thành công là bây Rồi. giờ theo theo mình nghĩ là bây giờ này, thực tế nha, có những người ở đây tôi lốc, nhưng mà lốc chửi về Hồ Chủ tịch, nhưng mà ba bốn ngày sau thì tôi cũng thả ra thôi, nói thật thực tế như thế. Rồi Bây rồi giờ rồi, cho nên bây là tôi giờ rồi những người mà mở. AQ lốc thì theo tôi nghĩ là thực tế nó cũng chả có một cái gì thù hằn cả Đúng. đấy, Rồi, cho nên bây là giờ AQ nên 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 bỏ ra, rồi. bỏ cái lốc Rồi này được, bây nó không giờ hay nữa. AQ biết là Trung mập không muốn AQ bỏ ra thì AQ sẽ giữ Trung béo lại, còn những ai ở Vâng. đây không muốn AQ thả ra thì hãy nói cho anh bằng, để rồi AQ sẽ thả hết tất cả mọi người và Nói chung sẽ là bây nhốt giờ lại này những người AQ không mới muốn. thả tất cả mọi người, ví dụ ai bảo Rồi. là từ AQ không không phải không thả tôi ra thì thôi AQ giữ lại, Rồi. còn như là Rồi bình rồi thường rồi. AQ cứ thả tất cả mọi người đi, người ta không thích thì thích thì Rồi người ta lại một chặn lại AQ, chặn ngược lại đấy, rồi được bình thường đấy. rồi một lần nữa AQ rất là cảm ơn anh bằng nhân để cho AQ lên trình diễn đó. Mình đàm Rồi thuận rất là ôn hòa đúng không, đâu có gì đâu giống có ôn thủ hòa tiểu thôi, hay nhưng là mình xuyên tạc gì đâu. Các anh rồi chị ok cứ từ từ bình tĩnh. Rồi mình cảm cứ ơn.